Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên đề tài chính thuế trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, trong những chuyên đề tài chính thuế trước đây, chúng tôi đã phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp trong công tác thanh tra kiểm tra thuế cũng như hoàn thuế. Nhiều doanh nghiệp dù nghiêm túc tuân thủ quy định nhưng vẫn phải chịu sự thanh kiểm tra liên tục, ảnh hưởng đến hoạt động của họ. Để giảm thiểu những quy trình phức tạp cũng như thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế. Bộ tiêu chí này là một trong những căn cứ giúp cho cơ quan thuế phân loại người nộp thuế về mức độ tuân thủ pháp luật về thuế. Vậy hậu quả của bộ tiêu chí này đến đâu? Chuyên đề tài chính thuế tuần này xin dành thời lượng để có những phân tích chuyên sâu về vấn đề này. Trước hết mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp sau của chúng tôi. Theo bản dự thảo, dựa trên những chỉ tiêu cụ thể, xếp doanh nghiệp thành 3 hạng: tốt, trung bình và thấp. Doanh nghiệp được xếp hạng tốt khi đang hoạt động, thực hiện kê khai thuế đầy đủ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cũng như các loại thuế phát sinh. Doanh nghiệp có số thuế giá trị gia tăng nộp trên vốn chủ sở hữu tại kỳ tương ứng lớn hơn mức trung bình của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có cùng quy mô, lĩnh vực đầu tư. Doanh nghiệp có số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp trên vốn chủ sở hữu tại kỳ tương ứng lớn hơn mức trung bình của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có cùng quy mô, lĩnh vực đầu tư. Trong vòng 730 ngày liên tục kể từ ngày đánh giá trở về trước, doanh nghiệp không vi phạm hành chính thuế. Ngược lại, với doanh nghiệp bị liệt vào hạng thấp thì 12 tháng chưa khai và nộp thuế với 1/3 số tờ khai theo quy định. Bên cạnh đó, tính đến thời điểm đánh giá doanh nghiệp có số lỗ lũy kế vượt quá 50% vốn chủ sở hữu. Thưa quý vị, doanh nghiệp càng lớn càng bị thanh tra kiểm tra nhiều, công tác hoàn thuế còn quá nhiều khó khăn. Theo đánh giá của các chuyên gia, những bất cập này sẽ được giải quyết khi bộ tiêu chí đi vào thực thi. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn những tác động tích cực của bộ tiêu chí đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như cơ quan thuế. Theo đại diện ngành thuế, việc phân hạng đánh giá về doanh nghiệp nhằm có biện pháp thúc đẩy doanh nghiệp tuân thủ tự nguyện pháp luật thuế. Nếu tuân thủ tốt, doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình thực hiện các thủ tục về thuế. Cụ thể, những doanh nghiệp không nằm trong danh sách đánh giá rủi ro cao của cơ quan thuế sẽ được ưu tiên hoàn thuế giá trị gia tăng trước. Ở đây thì cái công tác mà cùng đồng thời với cái việc mà tăng cái tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế trước và sẽ lựa chọn đối tượng rủi ro để mà kiểm tra thanh tra sau hoàn thuế thì ngành thuế cũng sẽ cố gắng để thông báo đến các cộng đồng doanh nghiệp những người nộp thuế mà tuân thủ tốt pháp luật thì sẽ luôn luôn là được đáp ứng đúng thời gian giải quyết. Chúng tôi nghĩ là việc Tổng cục Thuế đưa ra cái bộ chỉ tiêu đánh giá cái tính tuân thủ tốt và phân loại từ tốt, trung bình đến thấp của doanh nghiệp là một cái bước trong cái quá trình hiện đại hóa cái công tác quản lý thuế của doanh nghiệp để là làm sao ra giúp cho cái việc quản lý thuế của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp mà trở nên là chính xác hơn này, gọn gàng hơn này, minh bạch hơn này, và doanh nghiệp cũng giúp cho doanh nghiệp chủ động hơn trong vấn đề biết được là vị trí tuân thủ của mình là như thế nào. Họ sẽ ngày càng hướng tới một cái tính tuân thủ cao hơn, bởi vì hơn hồ cao thì họ đồng thời là cũng có lợi ích trong vấn đề là được hoàn thuế, được quản lý một cách gọn gàng, được tin cậy hơn. Bên cạnh đó, việc phân loại doanh nghiệp cũng là một trong những cơ sở giúp cơ quan thuế lựa chọn trong việc ra quyết định thanh tra, kiểm tra cũng như áp dụng các biện pháp quản lý liên quan. Đưa ra để chấm điểm doanh nghiệp. Thế doanh nghiệp nào rủi ro cao thì phải tăng cường quản lý, phải thanh tra kiểm tra kỹ lưỡng này, phải thường xuyên thanh tra kiểm tra này, và phải giám sát chặt chẽ hoạt động kê khai thuế của họ. Thì nếu mà rủi ro cao, nếu còn nỗi rủi ro thấp thì cái tần suất kiểm tra sẽ giảm đi, cái phạm vi thanh tra kiểm tra sẽ thu hẹp lại, thời gian thanh tra kiểm tra ngắn hơn. Theo một khảo sát mới nhất của VCCI, các doanh nghiệp có quy mô doanh thu càng lớn, xu hướng bị thanh tra kiểm tra thuế càng cao. Nguyên nhân được đánh giá từ áp lực thu địa phương. Đây cũng là một trong những rào cản khiến cho nhiều doanh nghiệp ngại mở rộng quy mô. Do đó, việc đưa ra bộ tiêu chí để đánh giá doanh nghiệp sẽ giúp tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh. Những chỗ nào mà có nguy cơ vi phạm pháp luật thuế thì cần phải có cách thức quản lý riêng, chứ không áp dụng chung như cách trước đây là kể cả những doanh nghiệp làm ăn rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng thì cũng chịu những gánh nặng kiểm tra, kiểm soát như những doanh nghiệp mà có nguy cơ vi phạm lớn, thì nó điều này không công bằng. Tổng cục Thuế cũng khẳng định, mục tiêu xây dựng bộ tiêu chí này không phải đánh giá doanh nghiệp là tốt hay xấu, mà để tìm ra doanh nghiệp chưa tốt để cơ quan quản lý có những biện pháp hỗ trợ.
Như vậy, bộ tiêu chí được xây dựng nhằm làm một trong những căn cứ giúp cho ngành thuế đánh giá phân loại doanh nghiệp trong việc ra các quyết định hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra. Nhưng với phía doanh nghiệp, đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bộ tiêu chí này thì họ lại tỏ ra khá lo lắng, bởi nếu như đánh giá không chuẩn thì có khi đây lại trở thành một rào cản lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trước thông tin sẽ có bộ tiêu chí phân loại doanh nghiệp để được hưởng ưu đãi thuế, đại diện doanh nghiệp này tỏ ra khá lo lắng. Doanh nghiệp cho biết, từ trước đến nay, ngành thuế vẫn nổi tiếng bởi những quy định cứng nhắc, trong khi đó, luật định vẫn còn chứa những thuật ngữ không rõ ràng. Giờ nếu làm không chuẩn, thì những doanh nghiệp từ trước đến nay vẫn nghiêm túc tuân thủ pháp luật, lại bị đưa vào danh sách thực hiện chưa tốt, thì đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất vẫn là doanh nghiệp. Tất nhiên là chúng tôi mới nghe thôi, nhưng mà cũng rất quan tâm. Bất cứ doanh nghiệp nào người ta cũng quan tâm, vì cái này là nó đánh vào tức là cái thực tế của từng doanh nghiệp. Mà cái thực tế của những cái sai suất mà trong quá trình vừa rồi thì có những đơn vị người ta thực hiện rất tốt, nhưng tự nhiên nhưng mà nổi lên thuế là nợ mấy chục tỷ chẳng hạn. Khi người ta kêu ó rồi bắt ông ngành thuế ăn mấy tháng sau mới xin lỗi. Trong cả một quá trình thì xin lỗi thì chết rồi. Bây giờ mà nợ thuế, lỗi về thuế là ngân hàng không cho vay. Đây một cái là này. Hơn là cả cái bài đối tác bán hàng, người ta cũng rõ dữ. Thì nếu như mà một cái doanh nghiệp nó thực hiện rất nghiêm túc mà bị như vậy, đánh giá như vậy thì tự nhiên là người ta bị ảnh hưởng rất là lớn. Mặc dù là nó cần thiết, nhưng mà chúng tôi cho rằng là việc trong quá trình xây dựng cái bộ chỉ số này cũng phải hết sức thận trọng. Thận trọng ở chỗ là bởi vì nó ảnh hưởng đến doanh nghiệp lớn. Nếu mà sau này nếu mà một bộ tiêu chí mà không phù hợp mà công bố ra thì có những doanh nghiệp bị đánh giá là mức độ tuân thủ pháp luật thuế thấp, mà trên thực tế không phải như vậy. Mà do những yếu tố kỹ thuật hay do những cách đánh giá không phù hợp mà một doanh nghiệp mà đang làm ăn đàng hoàng mà bị đánh giá tuân thủ thấp thuế thì gây thiệt hại cho doanh nghiệp rất là lớn. Bên cạnh đó, theo ý kiến của các chuyên gia, nội dung bộ tiêu chí mà Tổng cục Thuế đang xây dựng vẫn chứa đựng những yếu tố bất cập. Cụ thể, bộ tiêu chí về chỉ số đánh giá doanh nghiệp tuân thủ tốt có nhắc tới điều kiện: doanh nghiệp có số thuế VAT nộp trên vốn chủ sở hữu tại kỳ tương ứng lớn hơn mức trung bình của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có cùng quy mô lĩnh vực đầu tư. Đây là vấn đề rất khó để đánh giá vì có những doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, hoặc các doanh nghiệp áp dụng thuế suất giá trị gia tăng là 0% thì cũng không có thuế giá trị gia tăng nộp. Vì thuế giá trị tăng, chúng ta có những doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị tăng thì họ sẽ không có thuế giá trị tăng nộp, hoặc những đơn vị áp dụng thuế suất 0% thì họ sẽ không có số thuế giá trị tăng nộp, hoặc là trong thuế giá trị tăng thì gồm có là thuế suất là 5%, thuế suất là 10%. Vậy thì cái quy mô và cái tiền thuế nó lại khác. Có khi doanh nghiệp không có đồng thuế giá trị tăng nào hoàn thuế nhưng lại tuân thủ pháp luật rất là tốt. Ví dụ như đối với doanh nghiệp xuất khẩu thì cũng có doanh nghiệp xuất khẩu ít, xuất khẩu nhiều, rồi là doanh nghiệp chế xuất, thì cái tỷ trọng cũng như cách thức kê khai thuế cũng như là cái số thuế phải nộp nó sẽ rất là khác nhau. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào các cái tiêu chí là cùng quy mô lĩnh vực đầu tư thì nó sẽ rất là khác. Ngoài ra, việc phân loại doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thuế thấp mà dựa trên tiêu chí doanh nghiệp có số lỗ lũy kế vượt quá 50% vốn chủ sở hữu cũng được các chuyên gia chỉ ra là chưa chuẩn xác. Bởi nếu dựa vào tiêu chí này để phân loại thì gần như 100% các doanh nghiệp sẽ bị đánh giá tuân thủ pháp luật thuế thấp. Đánh giá doanh nghiệp có số lỗ lũy kế vượt quá 50% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tính đến thời điểm đánh giá thì cái việc này là cũng quay lại cái vấn đề mà chúng ta cũng phải tạo lập cái bộ lọc ở trên đầu khi mà xây dựng lại hệ số các hệ số đánh giá. Bởi vì là gần như 100% các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì ít nhất là các doanh nghiệp sản xuất thì ít nhất trong vòng 5 năm đầu là chắc chắn là sẽ bị lỗ, chưa có doanh thu. Cho nên ngay lập tức là nếu chúng ta đưa cái chỉ số này vào để chúng ta đánh giá thì toàn bộ các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam là lúc đấy sẽ bị coi là tuân thủ hơn. Rõ ràng, bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp đơn giản, minh bạch, dễ hiểu là điều các doanh nghiệp đều mong muốn nhất lúc này, bởi lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra cũng phải dựa trên cơ sở, những đơn vị tuân thủ pháp luật tốt thì phía chức năng mới ít kiểm tra hơn và tập trung nhiều hơn vào các đơn vị tuân thủ thuế thấp. Phía các chuyên gia cho rằng mặc dù bộ tiêu chí này áp dụng cho việc quản lý nội bộ của cơ quan thuế như Tổng cục Thuế công bố, nhưng đối tượng chịu ảnh hưởng lại là doanh nghiệp, do đó phải làm rõ sự cần thiết của bộ tiêu chí này. Chứ nếu chỉ mình đơn vị chức năng xem xét rồi đưa ra quyết định thì tính khách quan của bộ tiêu chí sẽ không được đảm bảo. Đại diện doanh nghiệp cho biết, thời gian qua thông tin về bộ tiêu chí đến doanh nghiệp chưa thực sự nhiều, do đó phía doanh nghiệp mong muốn cơ quan chức năng cần chủ động hơn nữa trong việc lấy ý kiến của doanh nghiệp,
Có như vậy mới đảm bảo được tính hiệu quả khi bộ tiêu chí đi vào thực thi. Khi mà tổ chức khảo sát rồi thì đánh giá như vậy thì nó có khách quan không? Đấy là cái băn khoăn của doanh nghiệp. Một, tức từ khi khảo sát đánh giá để mà lên, tức là để mà đưa vào các cái công bố các cái quy chuẩn tiêu chuẩn của doanh nghiệp thực hiện thì phải thông báo cho doanh nghiệp và đồng thời phải làm việc của doanh nghiệp. Khi nào doanh nghiệp thấy thỏa mãn, nó có tâm phục khẩu phục thì anh đưa lên thì nó lại là một nhẹ. Đây bên thuế thì tôi thấy thế này, thường thường là áp đặt mà đôi khi là cũng thiếu, nó cứng nhắc, nó thiếu cái linh hoạt. Cái chỉ tiêu đó thì đã rất là cố gắng rồi, nhưng mà phải làm thế nào để cái tiêu thức đó nó rõ ràng mà nó dễ nhìn thấy, nhưng phải chi tiết. Nhưng ở đây cũng phải nói cơ quan thuế cũng gặp rất là khó khăn. Nếu chúng ta làm đơn giản quá thì nó sẽ khó công bằng, nhưng nếu làm chi tiết quá thì sẽ là vì quá chi tiết thì nó sẽ phức tạp mà doanh nghiệp khó thấy. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là đưa ra một cái thước này và đưa ra những cái thảo luận hội thảo này rất tốt, bởi vì là các chuyên gia rồi các doanh nghiệp phải là thấy được cái trách nhiệm của mình, chứ còn không doanh nghiệp là không tham gia. Nhưng mà sau khi bây giờ xây dựng công bố xong rồi lại bảo là cái tiêu chí đấy không làm được thì không nên. Bên cạnh đó, trong trường hợp doanh nghiệp bị phân vào đối tượng tuân thủ pháp luật thuế, việc cơ quan thuế có sẵn sàng thông báo rõ ràng đến doanh nghiệp hay không cũng là điều mà các doanh nghiệp rất quan tâm. Đấy, thì liệu chúng ta có cái kế hoạch chúng ta công bố hoặc chúng ta có cái cách giải thích nào khi mà doanh nghiệp chúng ta bị quy vào trong cái nhóm mà đã tuân thủ thấp, và chúng ta sẽ có thể bị những cái thanh tra đặc biệt trong từng các cái từng lĩnh vực khác nhau chẳng hạn. Ví dụ như thế thì lúc đấy chúng ta có quyền tiếp cận những thông tin để mà dựa trên cơ sở đó cơ quan thuế đưa ra những cái đánh giá rằng là doanh nghiệp đang ở mức độ tuân thủ thấp hay không. Sau khi mà cơ quan thuế có phân loại với cả doanh nghiệp theo cái hình thức từ tốt cho đến trung bình cho đến thấp thì cũng nên là phải công bố cái thông tin đấy, bởi vì là cái này là giúp cho cái quản lý phân loại của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp nhưng lại có ảnh hưởng đến doanh nghiệp, cho nên là doanh nghiệp cũng có quyền được biết là mình đang ở trong cái nhóm nào. Như vậy thì nó sẽ có cả cái hai chiều, doanh nghiệp cố gắng hơn và đồng thời doanh nghiệp cũng có thể đồng thời là giám sát và đưa ra ý kiến là liệu cái bộ chỉ tiêu đấy nó đã thực sự phù hợp hay chưa. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp rất đa dạng, trong khi việc sử dụng những tiêu chí chỉ mang tính định lượng để đánh giá doanh nghiệp sẽ khó đo lường chính xác. Do đó, phía chức năng cần có những tính toán chặt chẽ trong mỗi bước thực thi của mình. Hiện tại, bộ tiêu chí vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Hy vọng với những ý kiến đóng góp từ phía doanh nghiệp, chuyên gia, thì ngành thuế sẽ xây dựng được một bộ tiêu chí phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam. Đến đây, chuyên đề tài chính thuế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình của chúng tôi trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt.